Khi bạn đời đòi ly hôn, bạn có đang thao túng tâm lý để mong họ đổi ý? Tôi muốn bắt đầu podcast ngày hôm nay bằng chuyện thật của một bạn nam. Bạn này bị vợ đòi ly hôn nên tìm đến kênh Hồi Sinh Hạnh Phúc nhờ tư vấn. Bạn vào phần chat của fanpage để nói chuyện với tôi rồi. Tôi đã có phân tích thực trạng của bạn và có khuyên bạn là nên bắt tay vào sửa chữa hôn nhân sớm đi. Bởi thật ra tình trạng của bạn không phải thuộc dạng khủng hoảng đến từ một sự cố nào quá nặng, hay mà nó chỉ là dạng vợ chồng trẻ mâu thuẫn kiểu vỡ mộng giai đoạn hậu trăng mật. Chồng vô tâm ham chơi, vợ thì mệt mỏi không quen với những áp lực của cuộc sống hôn nhân, mà nói hoài chồng không sửa nên là rền rĩ đòi để bỏ. Dạng như cặp vợ chồng này thì nói chung là nó cực kỳ phổ biến, và việc sửa chữa nó cũng không phải gì là quá khó đâu. Chỉ cần bạn nam làm theo đúng những chỉ dẫn của liệu trình Hồi Sinh Hạnh Phúc là sẽ xoay chuyển được hôn nhân thôi. Thế nhưng bạn nam này nghe phân tích xong thì dạ em hiểu rồi, xong rồi im ha. Rồi một tuần sau nữa lại đi vào website hồisinhhạnhphuc.com điền mẫu tư vấn để xin được trao đổi qua Zalo 30 phút miễn phí. Rồi tiếp sau nữa lại vào tận nick Facebook cá nhân Lina của tôi để add friend và xin nói chuyện tiếp. Nói chung là cả ba mặt trận Facebook chat, Zalo chat, Facebook Messenger gì đó là bạn tìm tôi để nói chuyện đủ hết ha. Thì tôi thấy dữ liệu trùng hợp nên mới nhận ra là trường hợp này mình đã tư vấn rồi, thành thử tôi mới hỏi lại là sao từ hôm chị nói với em đến giờ em không đăng ký vào liệu trình Hồi Sinh Hạnh Phúc để học cách sửa chữa đúng đi, mà cứ để thời gian trôi qua rồi chạy vòng vòng khắp nơi vậy để làm gì. Thì bạn thấy vậy mới dạ em nghe chị, xong rồi lại im. Rồi hai tuần sau lại tiếp tục quay lại gửi cho tôi hình chụp của một loạt tin nhắn giữa bạn ấy với vợ ha, rồi của mẹ vợ với vợ, rồi của mẹ bạn ấy nói chuyện với vợ luôn. Rồi bạn ấy nói với tôi là chị ơi, vợ em nói với em như vậy á, vợ em nói với mẹ em như vậy á, rồi vợ em cũng nói với mẹ cô ấy như vậy đó, có vẻ rất là cương quyết ly hôn, thì em có còn sửa được nữa không? Ôi trời ạ, tôi nói một cô vợ chứ 10 cô vợ khác mà ở trong cùng hoàn cảnh thì cũng sẽ đều có câu trả lời cương quyết giống như cái cô vợ của bạn đó thôi. Cái cách trả lời của cô vợ đó nó chính là kết quả của cái việc bạn nam đã làm sai trong cái việc là cố gắng thao túng tâm lý của vợ mình nhằm mong vợ mình đổi ý đừng ly hôn nữa. Bởi vì đây là một cái trường hợp điển hình giống rất nhiều với các bạn ngoài kia, nên tôi là sẽ thông qua cái vụ việc thực tế của bạn nam này mà cung cấp các phân tích tương ứng của mình để giúp các bạn khác cũng đang có cái kiểu suy nghĩ như vậy, cái cách hành xử như vậy, hiểu là các bạn đang sai ở đâu và tại sao lại không đạt được kết quả như là các bạn mong muốn nhé. Thì nếu bạn cũng đang ở giữa một khủng hoảng hôn nhân, cũng đang phải đối mặt với ý chí muốn rời bỏ của bạn đời, hay là cũng đang bị bạn đời đe dọa ly hôn, thì các bạn nên nghe cho kỹ cái bài podcast này để mà học hỏi nhé. Rồi trước tiên nói về một chút về cái cụm từ mà tôi xài khi nãy ha, thao túng tâm lý. Thì dạo này chắc là sau cái vụ ồn ào của cô gái Anna Bắc Giang lừa đảo tiền tỷ gì đó mà bao lừa tiền tỷ của nhiều người á, thì cái cụm từ thao túng tâm lý có vẻ đang rất là phổ biến ha. Thì cái cụm từ nó đi kèm với một cái ý nghĩa không có tốt gì cả, bởi vì nó đại diện cho việc một ai đó bởi vì muốn đạt mục đích của mình mà dùng những cái kỹ thuật tâm lý để tác động lên người kia, khiến cho người kia phải làm những cái điều cho có lợi cho cái người tác động đó. Thì ở đời tất nhiên là sẽ có nhiều người vì lợi ích của riêng mình mà muốn người khác làm theo ý mình ha. Ai chẳng vậy ha, vợ thì muốn chồng làm theo ý mình, chồng thì muốn vợ làm theo ý mình thôi, cái chuyện đó cũng xảy ra bình thường. Họ sẽ dùng cách này cách kia để nói chuyện, để tác động, để làm sao đạt được cái mục đích đó, thì điều đó nó cũng phổ biến thôi. Tuy nhiên á, nếu cái việc tác động đó mà quá đà, như là cái kiểu, dùng đủ nguồn tác động vào làm cho người kia phải thấy mình tội lỗi nè, áy náy nè, thấy hối hận nè, tự thấy mình sai nè, rồi người đó cảm thấy lo lắng, hoảng sợ nếu như là không chịu làm theo cái ý của người tác động, thì lúc đó nó sẽ không còn ở cái dạng là thuyết phục hay nói chuyện thông thường nữa, mà nó đã trở thành một cái hành vi thao túng tâm lý ha. Thì trong trường hợp các khủng hoảng hôn nhân á, mà một bên đang có ý chí muốn rời bỏ hôn nhân, muốn ly hôn, thì người còn lại á, từ cái sự tuyệt vọng, cảm giác hoảng sợ vì mất mát đau đớn, không có chấp nhận được sự thật, thì họ sẽ dễ có những cái loại hành động như thế này. Thứ nhất là làm cho cái người muốn ly hôn phải hoảng sợ bằng cách ép buộc, đe dọa, kiểm soát ha. Ví dụ như anh mà chọn ly hôn thì cả đời này tôi không cho anh nhìn con ha. À, cô mà không làm như vậy thì tôi sẽ coi như là từ anh con, không gặp con gặp cái gì nữa hết ha. Anh mà ly hôn là tôi đem hết bằng chứng lên cơ quan anh ha. Cô mà ly hôn là tôi cắt hết chu cấp tiền bạc gì đó.
thì thậm chí có người còn dùng những cái đe dọa bạo lực không những lên còn tự làm đau đớn bản thân mình rồi đày đọa lên con cái để cho người kia hoảng sợ và lo lắng. Rồi một cái cách nữa đó là làm cho người muốn ly hôn á phải thấy áy náy, khó xử, cảm thấy phải động lòng xúc động khi mà phải chứng kiến cái cảnh là người kia cứ năn nỉ van xin, nói lời yêu thương, nói lời xin lỗi vậy đó ha. Rồi anh đừng bỏ đi, anh muốn gì thì em sẵn sàng, em chấp nhận hết, rồi anh quay về đi, rồi anh van xin em đó ha, con nó khóc từ đêm tới đến giờ ha, rồi em sợ lắm, rồi đừng bỏ em, đừng gì, anh đã hạ mình, xin lỗi gì vân vân ha, rồi em có coi ai mà có ai yêu em như anh không đó. Thì nó làm cho người ta cảm giác là rất là khó xử, cảm giác là áy náy quá khi mà cái tình cảm người này cứ dâng lên như vậy, đúng không? Đó. Rồi một cái loại nữa đó là làm cho người đó phải nặng lòng đau khổ hay là khó chịu bứt rứt vì cái cảm giác phải chịu trách nhiệm. Lôi bản thân mình ra để bắt người kia chịu trách nhiệm à, bởi vì vì em đợi ly hôn mà anh bữa giờ không có tập trung làm việc được, không ăn không ngủ được, rồi vì chuyện này mà anh rối trí chạy xe bị xe tung ha, rồi anh bữa giờ làm tôi đau buồn quá mà sụt 5 kg rồi đó, kiểu vậy đó ha. Rồi không phải chỉ là chịu trách nhiệm đối với họ mà còn bắt người kia phải chịu trách nhiệm đối với những người thân quen xung quanh như là con cái, cha mẹ. Điều này rất là phổ biến luôn ha. Rồi vì anh bỏ đi như vậy mà con nó không ăn ngủ, nó đòi ba bữa giờ ha. Rồi em mà làm như vậy thì đau lòng ba má, rồi má đang bệnh vậy, biết chuyện sắp sẽ chết mất ha. Bữa giờ con nó như vậy là do em ha. Đó. Một cái dạng hành động nữa đó là cố gắng phân tích cho người đó biết là người đó đang sai rồi, rồi vẽ ra các hậu quả mà người đó sẽ gặp nếu như họ vẫn chọn làm như vậy. Mục tiêu thì cũng chỉ vẫn là làm cho họ lo lắng và họ suy nghĩ lại cái quyết định của họ thôi ha. Thì tất cả những cái dạng như trên á, nó chính là những cái hành vi có xu hướng gọi là thao túng tâm lý cái người tiếp nhận. Thì nếu các bạn đã theo dõi kênh này trước đây thì biết rõ rằng là tôi, Lina ha, là một chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình hồi sinh hạnh phúc và hôn nhân hòa hợp. Các liệu trình của chúng tôi được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand, thì với mong muốn là đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sửa hôn nhân phù hợp cho người Việt. Thì hai chữ Ly và Na trong tên Lina nó chính là đại diện cho hai mảng tâm lý ly hôn hay nắm giữ thuộc chuyên môn nghề nghiệp mà chúng tôi phụ trách. Thì với hàng trăm hàng ngàn lượt tư vấn và đồng hành với nhiều người ở những cái tình trạng hôn nhân khác nhau, thì chúng tôi là người hiểu rõ nhất điều gì có thể đem lại những nguy cơ đổ vỡ cho các cặp đôi, cũng như là cách thức nào là hiệu quả nhất để các cuộc hôn nhân đang gặp khủng hoảng có thể hồi sinh lại hạnh phúc. Thì cũng từ cái việc tư vấn trực tiếp và đồng hành sâu sát như vậy với hàng loạt các tình huống thực tế hôn nhân từ những người có những cái đặc điểm, tính cách, hoàn cảnh, trạng thái, địa vị khác nhau, thì chúng tôi cũng biết rõ là những trường hợp hôn nhân nào đã vượt quá ngưỡng chỉnh sửa và nên ly hôn, cũng như có thể đánh giá được là những trường hợp nào là có khả năng giữ lại và đáng để mỗi bên thay đổi để đem lại cái kết quả tốt hơn về đường dài. Bởi vì vậy, trên kênh podcast Lina này, tôi dành khá nhiều bài phân tích các góc độ về chuyện ly hôn. Thì tôi có nguyên chuỗi 3 bài nói kỹ về các hậu quả của ly hôn có thể gặp, ha, rồi 2 bài nói về những cái ảo tưởng hay những sai lầm của người ly hôn thường gặp. Rồi tôi cũng đưa ra những giải pháp để sửa chữa hay những cái phân tích để biết rằng cái việc đập bỏ hôn nhân nó có giúp được cho các bạn không. Ha. Thì những cái bài này á, thường nhắm vào đối tượng là các bạn nữ, là những người mà hay hành xử cảm tính. Thì như vậy giúp các bạn có dịp bình tĩnh mà nhìn nhận lại vấn đề trước khi quyết định những chuyện trọng đại của hôn nhân. Thật sự mà nói thì nhiều người khi rơi vào cái cảnh khủng hoảng á, rất dễ bị cảm xúc bản năng dẫn đường, nên khó mà suy nghĩ được thấu đáo. Họ hoang mang và họ không tự tin về chuyện xử lý được cái vấn đề mình đang gặp phải, nên họ cứ nghĩ là cắt bỏ hôn nhân nó đi, nó là giải pháp. Nhưng thật ra không hẳn đó là việc đúng ha. Thì dành chút thời gian suy nghĩ lắm, suy ngẫm lại các giải pháp xử lý, nhìn nhận cho đúng về các hậu quả sẽ gặp phải, nó sẽ giúp cho con người ta bớt đi cái sự nôn nóng bản năng mà quyết định sai lầm, rồi sau đó thì lại khó có cơ hội để thay đổi được nữa. Thì các bài podcast phân tích này nó sẽ cực kỳ có ích nếu như các bạn là những người mà đang tự mình phân vân với cái quyết định của mình rằng có nên ly hôn hay không. Các bạn nghe được rồi các bạn chiêm nghiệm và các bạn cân nhắc và có những cái hành động thích hợp từ cái góc độ của các bạn ha. Đó. Tuy nhiên ở đây ha, tôi gặp rất là nhiều cái trường hợp như thế là các bạn nam, các bạn không hiểu vấn đề. Các bạn bị vợ đòi bỏ là do những cái lỗi sai của bản thân bạn, thì các bạn không có chủ động sửa từ phía mình, mà các bạn cứ thấy lấy những cái bài ở trên kênh đem về để các bạn giảng đạo lại cho vợ, nói vợ ngừng ly hôn đi.
Có bạn thì copy vài ý trong các bài của tôi đem qua gửi qua tin nhắn cho vợ. Có bạn thì tìm thấy các bài của tôi cứ như là Columbus đó ha. Mình rỡ copy nguyên cái link bài podcast gửi qua như kiểu dằn mặt vậy đó, là cô coi để biết ly hôn mà như thế nào. Thế rồi ngồi đó rung đùi đợi là hy vọng là vợ mình nghe xong các bài đó thì vợ mình sẽ lo lắng cho tương lai của cuộc sống sau này của bản thân con cái, rồi vợ mình sẽ ân hận mà suy nghĩ lại rồi không có ly hôn nữa ha. Có bạn thì không phải tự một mình tác động lên bạn đời đâu, mà còn đi nói chuyện với người nọ người kia, gồm bạn bè, mẹ của mình, mẹ của cô ấy, để nhờ chuyển mấy cái bài hậu quả của ly hôn hay là ảo tưởng của ly hôn như vậy đến cho cô kia nghe ha. Để rồi chẳng thấy kết quả tốt đẹp như mong đợi đâu cả, mà chỉ thấy vợ nổi điên lên và vợ khẳng định chắc nịch thêm rằng là cô ấy sẽ không đổi ý cái vụ ly hôn đâu. Nghe xong vợ nói vậy thì lại mới hoang mang chạy lại tìm hỏi nữa là: ủa sao kỳ vậy? Sao cô ấy cương quyết vậy? Ủa sao em đã nói giống như chị nói mà cô ấy lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Cô ấy phản ứng mạnh như vậy là đúng thôi. Bởi vì cô ấy không muốn bị bạn thao túng tâm lý, biết chưa? Cô ấy không muốn phải đối mặt với những cái cảm xúc tội lỗi, áy náy, hối hận. Cô ta không muốn thấy tự mình sai. Cô ấy cũng không muốn lo lắng, hoảng sợ từ những cái hành vi do bạn gây ra hay là bạn đang nhờ ai đó gây ra cho cô ta. Cô ta phải gào lên khẳng định rằng là mình không đổi ý đâu, là bởi vì cô ta không muốn bạn biết rằng là cái việc bạn thao túng tâm lý cô ấy kiểu đó. Cô ta muốn bạn biết rằng là cái việc bạn thao túng như vậy nó không có tác dụng gì. Bởi vì cái mà cô ấy cần ở bạn không phải là việc nói suông những cái lời giảng đạo như thế. Trong trường hợp của bạn nam mà tôi kể ở đầu podcast á, cô vợ nhắn lại cho anh ta một câu rằng là: đến giờ anh vẫn chưa hiểu vấn đề nằm ở đâu, sao mà anh còn gửi được những cái lời này qua cho tôi. Tôi đọc xong tôi cũng nói với bạn đó là: vợ em nói đúng quá rồi còn gì nữa ha. 3 tuần trước chị đã nói em là tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc đi, em vẫn không làm. Đến 3 tuần sau em vẫn cứ vòng vòng ở ngoài và em chẳng hiểu vấn đề từ đâu để bắt đầu sửa từ phía mình cho đúng với tâm lý của cô ấy. Mà em chỉ biết copy mấy cái lời của chị quăng qua cho cô ta như vậy là em đang làm sai mất rồi. Thì em nghĩ đi, em đem copy những cái ý về hậu quả của ly hôn và việc nên cùng nhau sửa chữa thay vì đập bỏ trong các bài của chị gửi qua tin nhắn cho cô ấy đọc á. Thì cô ấy đọc cái đoạn văn suôn sẻ hay ho ý tứ như vậy á, hửi một cái là cũng biết là em học ở đâu đó, chứ chẳng phải là từ cái nhận thức thực sự của em mà em hiểu ra được như thế. Bởi vì nếu chính em mà vốn mà đã có được những nhận thức như vậy ha, thì em đã để không để cho cái cuộc hôn nhân nó tệ ra đến độ mà cô ấy chán muốn ly hôn như bây giờ. Hoặc nếu em mới tự nhận ra được những điều đó gần đây thôi, thì ít ra là em cũng đã phải bắt tay vào sửa chữa một cách đúng tâm lý hơn, để cho cô ấy nhìn thấy những cái điều tích cực từ góc độ của em rồi. Chứ chẳng phải là hành động thì vẫn cứ sai tè le đủ chuyện, y như cái bộ mẫu tương tác sai cũ mà cô ấy đã chán rồi. Mà trong cái đó thì miệng thì cứ ra rã giảng đạo rằng là cô ấy không nên ly hôn bởi vì lý do A, B, C, D, E gì đó. Thì cái nỗi niềm ức chế trong lòng cô đó, nỗi niềm ức chế trong lòng cô ấy về em á, nó vẫn còn nguyên đó thôi. Vẫn chưa thấy em tích cực sửa chữa được chỗ nào, mà em chỉ cứ nói theo cái kiểu giống như là cô ấy đang sai rồi khi mà cô ấy từ bỏ em. Thì thử hỏi là cô ấy có điên lên thêm không? Thì các bạn kể thử đặt mình vào trường hợp của cô vợ đi. Bạn là một người vợ đang chán chồng, hay là ngược lại là một người chồng đang chán vợ bởi vì những cái điều sai của chính người chồng người vợ đó. Và bạn đang muốn người chồng hay người vợ của mình sửa chữa đi, đừng có sai phạm như vậy nữa. Thế mà người chồng người vợ đó chẳng thấy tự tiến bộ sửa được chút nào hết, mà cứ chạy vòng quanh làm đủ kiểu để tác động tâm lý vô bạn ha. Làm cho bạn hết thấy lo lắng, áy náy, tội lỗi, thấy phải chịu trách nhiệm về chuyện này chuyện kia. Thì bạn có thích không? Bạn có muốn bị người khác thao túng không? Không, đúng không? Nhất là cái người thao túng tâm lý bạn lại là chính cái người mà bạn đang ghét. Thì có phải là phản xạ đầu tiên á, là phải vùng vẫy hết sức để tránh bị sa vào cái bẫy thao túng của người đó hay không? Họ tác động lên bạn là bạn đã thấy ghét rồi, họ còn lôi cả người này người kia, thậm chí là cha mẹ của bạn vào để tác động lên bạn, thì có phải là càng ghét thêm không? Vậy nên cái chuyện bạn càng cao giọng khẳng định rằng là có làm gì đi nữa thì tôi cũng không đổi ý đâu, nó là điều rất bình thường ở trong những cái trường hợp này ha. Thật ra thì cái ý rằng là đừng nên ly hôn vì ly hôn sẽ có nhiều hậu quả lắm, hãy nên suy nghĩ cẩn trọng, hay là vợ chồng mà có mâu thuẫn thì nên sửa chữa để giải quyết cho đừng chập đập bỏ, nó là điều đúng. Và nếu họ nghe trong một tâm thế phù hợp và được nghe từ một người khách quan thì những cái thông điệp như thế nó sẽ đi đúng được vào đầu họ và họ sẽ từ từ hiểu để mà nhận thức lại hành vi của họ. Chứ còn ở đây họ đang nghĩ theo hướng rằng là những cái chuyện khủng hoảng hôn nhân mà họ đang gặp hiện giờ là do bên kia làm sai.
mà bên kia là chẳng có thái độ tích cực sửa chữa gì hết, mà cứ ở đó đổ lỗi dân nổi lắm, họ đang sai lầm lắm khi họ quyết định ly hôn vậy, rồi còn lôi cả cha cả mẹ của họ ra để làm phiền và nói dầm nữa, thì họ chỉ có tức lên mà thôi ha. Ở đây có một cái điểm nữa nè, là khổ, một cái điểm này rất là khổ, đó là một khi người ta còn đang phân vân chưa hẳn chính thức về cái vụ ly hôn hay không ly hôn, họ nhiều khi nói ra là để đe dọa bạn đời, cho bạn đời biết mà sửa lại đi. Thế nhưng mà cứ bị ép phải gào lên như thế, thì một lời mà càng được nói ra rộng rãi thì càng khó sửa chữa về sau này. Chẳng hạn nếu chỉ mới hai vợ chồng giận nhau, nói muốn ly hôn, bữa sau không ly hôn nữa cũng không sao, bởi vì đó là chuyện riêng giữa hai vợ chồng biết thôi. Nhưng nếu là cái lời tôi muốn ly hôn đã tuyên bố ra đao to búa lớn với người này người kia rồi á, thì cái não bộ của người ta nó sẽ càng có xu hướng tin vào cái lời tuyên bố đó của mình và khó rút lại lắm. Các bạn đừng có chơi dại đẩy người ta đến cái đoạn hô to lên. Người ta đã khẳng định mấy cái ý của người ta ra rồi á, thì nó quê lâu khó quề, sau này họ khó mà rút lại được những cái lời đã nói như vậy lắm. Thì nhiều bạn nói với tôi rằng là chị ơi, em có sửa chữa cho chị, bây giờ em thay đổi nhiều lắm rồi đó chị ha. Với lại em nói như vậy với cô ấy á, là để rủ hai vợ chồng cùng sửa chữa, chứ một mình em sửa thôi thì đâu có đủ à. Thì ở đây có hai ý. Một cái ý là nói đến chuyện bạn đã sửa chữa rồi mà sao cô ấy không nhận ra. Thì các bạn nên nghe cái bài podcast Khi bạn đời đòi ly hôn, bạn nên làm điều gì cho đúng, đã được đăng trong danh sách phát ly hôn hay nắm giữ ha. Thì ở đó tôi có phân tích kỹ về cái ý rằng hiện tại khi bạn chỉ mới đang sửa trên hành động mà không phải sửa từ trong nhận thức của bạn ha. Hoặc là bạn chỉ đang mới sửa trên ngọn vấn đề chứ bạn chưa nhổ bỏ được cái đúng gốc rễ tại sao là người kia có những cái cảm xúc xấu về với bạn. Vậy bạn đừng có nên trách là tại sao mình sửa rồi mà người kia không nhận ra, bởi vì bạn chưa sửa đúng mà thôi ha. Rồi cái ý thứ hai là các bạn nói cần phải rủ người kia cùng sửa. Các bạn nói vậy là các bạn lại vẫn chưa hiểu vấn đề luôn ha. Đúng là khi khủng hoảng hôn nhân diễn ra, không bao giờ có chuyện là lỗi của một phía hết. Bạn có cái sai và người kia cũng có cái sai chứ không phải là không có. Và nếu cả hai cùng nhận thức được cái lỗi từ phía mình để cùng hợp tác sửa chữa thì mọi chuyện nó sẽ dễ hơn và nhanh hơn, tốt hơn nhiều ha. Nhưng khổ lắm, họ mà hiểu được như vậy thì mọi chuyện đâu đã ra cái kết quả như bây giờ đâu. Hiện tại họ chỉ đang nhìn thấy rằng lỗi sai là từ phía bạn, chứ họ không thấy họ sai chỗ nào hết. Hoặc họ có biết họ sai đi nữa thì họ cũng cho khởi điểm là tại bạn mà ra. Thì các tương tác của hai bạn nó bị sai là vì xuất phát điểm là ai cũng nhìn thấy theo cái cách của mình thôi. Và giờ nếu hai bạn mà cứ như vậy thì cái vòng xoáy quán tính nó tiếp tục, nó sẽ sai mãi thôi ha. Giờ bạn muốn đổi chiều là cái quán tính xấu đó thì bạn không thể ngồi đó đợi rủ cho bằng được họ vào, mà bạn phải bắt đầu từ phía bạn trước. Bạn phải tạo một cái lực đủ mạnh để ngăn cho cái quán tính xấu này nó đừng sai thêm đã, bẻ cái chiều quán tính lại đi. Khi họ nhìn thấy những cái tín hiệu tích cực từ phía bạn thì cái động cơ hành động của họ mới coi như là được bơm đúng nhiên liệu để vận hành được. Thì lúc đó quán tính tốt đã tạo ra, cả hai cùng có động lực để sửa chữa thì mọi chuyện nó sẽ tốt lên. Chứ còn bây giờ bạn không bắt tay vào sửa chữa mà bạn cứ ngồi đó nhắn tin rủ thì làm sao mà hiệu quả được đây. Thì trong weblast xử lý và gỡ bỏ nguy cơ ly hôn thì weblast này cũng có trong danh sách phát ly hôn mà nắm giữ nha các bạn. Bạn nào chưa nghe thì vào danh sách phát nó kiếm nghe xem cái weblast này từ đầu đến cuối ha. Thì ở weblast đó tôi có nêu rất cụ thể việc các bạn không chủ động bắt tay vào sửa từ phía mình mà cứ để thời gian trôi qua và vẫn vướng vào cái bộ mẫu tương tác cũ. Đó là những cái lỗi nằm trong 5 cái lỗi sai chết người mà tôi hay gọi là death trap. Bản thân những người đang gặp khủng hoảng hôn nhân rất là dễ mắc phải. Thì mắc vào mấy cái lỗi này xong thì nó làm cho cái khả năng cứu chữa tình hình của bạn nó giảm đi rất là nhiều đó. Bởi vậy làm ơn đi, nếu bạn vẫn còn yêu bạn đời của mình, bạn thấy hôn nhân vẫn còn giá trị, bạn lo cho con cái bị biến động sau ly hôn, bạn vẫn muốn giữ cái hôn nhân này lại, thì bạn đừng có làm sai thêm nữa. Hãy làm đúng dùm một cái bước đi đầu tiên đi, đó là đăng ký tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc. Liệu trình hồi sinh hạnh phúc là gì và tại sao lại giúp được bạn? Thì ngay tại kênh này cũng trong danh sách phát ly hôn hay nắm giữ, tôi đã có bài podcast tiêu đề Khi khủng hoảng hôn nhân tại sao lại cần đến liệu trình hồi sinh hạnh phúc, cũng đã giải thích chi tiết và rất kỹ rồi. Thông tin về liệu trình thì cũng có ngay tại website hồisinhhạnhphuc.com. Bạn có thể nghe, bạn có thể xem, bạn có thể tìm hiểu để nắm rõ ha. Thì tôi mong là bạn nghe, hiểu và làm đúng từ sớm. Khủng hoảng nó không tự đến và nó không tự đi, càng để lâu thì càng khó sửa.
Khi một người mà họ bộc phát lên cái ý định muốn ly hôn thì chứng rõ ràng là lòng tin của họ vào hôn nhân là nhiều, và cần phải có những cái điều đúng cần làm, và cần phải làm những cái điều đúng đó cho đúng để chỉnh lại cái lòng tin đó của họ ngay trước khi họ đi từ sự thất vọng ở thực tế hiện tại mà biến thành hành động thực tế. Một khi lời tuyên bố mà đã nói ra với nhiều người, hay một khi đơn từ đã soạn, một khi đơn từ đã ký, thì cái khả năng thay đổi nó lại càng khó đi ha. Thì hãy hành động cho sớm bạn nhé. Nếu bạn cảm thấy phân vân và muốn hỏi rõ hơn cho trường hợp của mình trước khi đăng ký liệu trình hồi sinh hạnh phúc chính thức, thì có thể đăng ký quyền lợi 30 phút tư vấn miễn phí với tôi trước cũng được. Thì mẫu đăng ký tư vấn có tại website hồisinhhạnhphuc.com ha. Thì đường link của website hồisinhhạnhphuc.com tôi có để ngay bên dưới phần mô tả của podcast này. Thì podcast này cũng dài rồi, đến đây là hết ha. Thì tôi là Nina, chào bạn và hẹn gặp lại. Nếu như bạn muốn nhận những tin tức, những cái podcast mới nhất của kênh thì bạn chưa đăng ký kênh thì bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh ha. Để khi chúng tôi có podcast mới thì bạn sẽ nhận được những thông báo mới nhất từ kênh ha.